Dạ con xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Tính chào rồi, tính chào xong rồi tính hí chi nữa. Hôm nay nhà mình ăn cái bí khổng lồ. Này làm lấy cái bí làm cái tô. Mày móc ruột cái vỏ hả? Móc ruột móc cái hộp ruột hộp nha, đừng có lấy nguyên cái thịt nha. Đâu có đâu, trái này bỗng khang rồi quê. Nay nhà mình làm món gà hấp trái bí. Gà ác. Món gà hấp trái bí này mình có hạt sen nè, có táo đỏ nè cả nhà, rồi nấm đông cô. Hấp tấp rồi danh lại. Bỏ hết vỏ vô. Gì vậy? Bánh này hôm bữa lần đầu là làm mới lần đầu thì còn nhẹ nhẹ tay để ít đường nho để nó không đặc, cái lần này là cho nặng tay luôn, đổ vô một cái là nó bị ta anh đổ nhiều bồng lên luôn, nhiều, giống như là như đây anh đổ nhiêu đường nho, 3 lít nước làm 3 muỗng cà phê là anh để nhiều quá rồi, hôm bữa anh để có chút xíu siêu, hôm bữa là để 1 muỗng ăn vịt lộn, là 1 lít nước là để muỗng ăn vịt lộn, là 1 lít nước để muỗng cà phê luôn. Mới vừa đổ đồ nằm vô cái là nó bồng con lên làm y chang như là làm đậu hũ luôn. Giỡn hoài. Mình làm được đó đó. Để vô đó ha. Món này thanh niên làm hư đậu hũ rồi, giờ tới anh thanh niên làm món này hư món này luôn. Rồi vậy là này biết làm gì không? Bị đè ép lại đâu. Ép lại thành cái lòng đậu hũ. Đậu hũ trắng. Nó bị cái này mình ướp gà để mình hầm trái bí gà ác gia vị mình bình thường thôi, muối đường một ngọt, bắt chước mẹ. Không thấy em thấy nha. Tại chừng lia lia. Muốn em thấy anh thắng không? Thôi, đừng hắt lên. Ủa, mình phải xào trước hả? Ừ, mình phải nấu xào, mình bỏ vô, mình nấu sơ đó. Xong rồi mình bỏ vô trái bí, mình hầm. Cho trái bí, nước trái bí nó ra, nó ngọt. Chứ mình để về, mình hầm, mình hấp trái bí là nó còn sống nhăn. Thôi, có thơm này. Xong này là bằng nước dừa. Dừa, táo đỏ, nấm đông cô. Này mẹ kêu tôm cô luôn mà, tôm cô chứ. Hạt sen. Xong mình sẽ nấu nó sôi lên xíu rồi mình nó săn săn chín lại á, cái mình sẽ để vô trong cái bí. Thấy rồi, xong là tao làm đó. Chưa có dặn lửa. Chút dặn cái lửa lên đi chứ. Này phải không? Ừ. Dặn từ từ đi. Dạ, chạy mèo ha. Bánh lọt này mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ làm 100g bột. Bột gì mẹ? Bột gạo, 100g bột gạo, 600ml nước, 100g lá dứa. Là mình xay lá dứa để xay lường 600ml nước ha. Rồi mình để vô, mình quay lá dứa, rồi mình cân 100g bột gạo, mình để vô đây, mình khuấy. Còn 200g bột năng mình để riêng đây. Khi nào mà cái bột gạo này khuấy mà nó tợt lại rồi là mẹ đem xuống
quậy cho cái này nó hạ hơi xuống xíu, nó gắt này từ 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 phấy 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 cái điều hết rồi để vô bọc, bắt nồi nước lên để bọc cắt nặng xuống mình lên cấp kỳ luôn mà nhanh luôn, dễ luôn. Hồi vậy mấy cá thưởng hết rõ rồi. Dạ, chẳng có đâu cưng con. Gà này gà nó cũng nhỏ cho nên mình nhắc lửa mình vớt ra trước, mình xóc vô trong cái bí á, còn cái này mình nấu lại, nấu cho nó ra nước ngọt. Cái này mình nấu đó. Chứ sao không? Chứ nay hạt sen của mình nó còn sống, mình để còn sống nữa. Mình nấu cho nó chín luôn. Chứ mình để vô hấp vô là không sống, nó không chín à. Nhà có cái nồi nấu mà mẹ đập bể cái nồi rồi. Giờ lấy cái bí nấu luôn. Rửa xà bông cái chân cái cái này mình phải sắp nó mới vừa đủ. Này là thấy nước chất lượng rồi nè. Ừ. Ngập xích xoa. Có tà hủ rồi mà. Tấn đầy quá sao đẩy tấn? Đi thôi ở thôi. Đi nó ở. Đi trước mưa á. Phải trời không có mưa ra. Mà trời không mưa ra cái chín nhau ra nằm hết rồi. Đấy, thêm. Làm thêm màu lại đi. Màu trắng. Con chung hết. Giống như cái kiểu đó. Dương hoa miệng. Trồi lên. Dương miệng. Hoa hậu. Dương miệng hoa hậu. Hay là bây giờ mình làm này rồi rồi ấy lại chút. Mưa cái khói. Củi nó không có làm ẩm cả nhà. Cái khói không à. Đậu bánh rồi nha. Tiên bố tàu hủ bánh gì trời, còn bánh lọt thôi nha. Còn bánh lọt không? Bởi vậy bánh lọt ít bao nhiêu nè. Vậy là phải làm thêm mẹ ơi. Mẹ làm màu trắng nữa. Nhiều quá không biết hái làm sao hả chị? Không biết hái cái nào luôn. Sao rồi cái này vậy? Dì Chính không kêu bà hái gì dưới, dì Chính thế nào? Xì tốt. Bệnh mẩy mày. Stop. Ngồi xuống. Ngồi im. Mình mấy mày trời mưa kìa. Thấy không? Thấy không? Quá trời gan gà luôn. Không có chồng. Ngồi đang quan. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Im. Hoài chứ bờ hoài cũng không được, nằm nổi có đồ ăn vụ chứ thôi không nào coi giờ nằm đâu có ngồi đâu đây đừng con nghĩ chứ nhát năm. La cái chạy năm ngày giải bự quá nằm hôm nay chị em nó chỉ cách ra chị nó làm bữa đi bữa sửa lên nặng mình đúng đúng lâu cái nó nhứt cái xin chù dầu đúng. Sao kỳ vậy? Ừ, nè. Vậy là ăn gì không rồi? Ờ, con bự quá. Rồi, con bánh lọt của mẹ mập quá. Bà làm gì đó mà. Đây, đây. Hồi nãy hương căng nước, lường nước làm sao vậy ta? Chết cho mày nha. Nói thừa kìa. Bắt kìa. Cho mày nha. Mà con chú Út mập quá. Con chú Út mập quá. Bánh lọt cái lỗ bự quá. Anh A bột hay cứng à? Cứng. Nước nhanh chút làm mấy rồi. Mình ăn bánh lọt đấy. Cái gì? Nước chút làm hết rồi lượng cũng đúng rồi. Ủa, em đúng. Tới tới gì chút rồi. Trời ơi. Không luôn. Nó không biết chữ à. Nó bột hơi cứng với phần hồi hả chị đâu có mà chen vô cái màu này chị Tư. Cái đó được không?
Thanh niên ra tay tiếp hả? Bởi vì không có em mà nhúng tay vô là hư bột hư đường hết. Mà có em không nhúng tay vô đó là hư luôn. Khỏi là hư nước luôn. Bữa ăn của gia đình cuộc sống Miệt Vườn là những bữa ăn bất ổn. Rắn ta không biết rồi nói ngoài đi. Là con bánh lọt hả vậy đây? Vậy mới đúng này. Con bánh lọt là như vậy nè. Nó mới có đuôi nhọn. Này chị làm gì chị ngâm ngâm hả? Ngâm ăn nó ngon hơn. Ngào ăn ngán bà. Ngâm là nó cũng mặn ngọt ha. Mặn chua chua ăn. Ngâm chua chua ngon ngọt ngọt. Ăn với bữa. Chữ thầy em trả cho thầy. Có đem nước muối gì vậy? Cái nào cũng mềm hết luôn. Trái ngon thì lạnh luôn. Trái này mình thái này thấy muốn chấm chát rồi. Nhưng mà nó chát. Vậy đó. Lấy cái chừng nó chín đó nha. Cái gì? Nước ấm được rồi. Nãy giờ rồi. Ừ, được rồi. Ngày mai để bán mà bán. Cầm ra. Ừ, được chưa anh? Chín chưa? Rồi chưa hả? Chín bí chứ bí chưa? Thấy bí chín rồi nè. Bí chín là được đó. Rồi chín rồi. Anh nói gì vậy? Mềm lắm. Rồi vậy là khỏi chụm nữa, để vậy đi, để nắp lại, để vậy đi. Nó trong là chín rồi. Bí chín là bí dẻo không? Nhanh dạ. Trái bí của mình đã chín. Này mình gọt vỏ luôn á. Cái hồi của mình gẹo, dẻ mình ăn luôn. Nè. Tay sắt nè. Tay sắt nè. Ui. Ủa nước đâu điểm gì vậy? Trong cái dĩa ra. Nước cái dĩa nó động hơi á. Thấy không? Hả? Rồi ăn lại ha, ăn nhanh rồi, để mưa cái nào bưng chạy nha. Rồi. Mà cả nhà cũng ăn gà hầm trái bí. Rồi mai cả nhà hầm người ăn hầm trái bí nha. Gà lót ổ bí. Rồi mời cả nhà thưởng thức món mới của nhà cuộc sống Miệt Vườn. Rồi. Nè. Xin mời cả nhà thưởng thức. Sao? Khai cho mở rộng cửa hang ra mới bắt được mở miệng. Mở miệng ra. Mở miệng. Ăn cái vừa không? Ăn này không? Ăn này thế này. Rồi ai ăn cái nào? Cho mình chọn á. Cho mình chọn. Ai ăn này ăn cô đây. Ta lấy cái đùi cho nó đi. Nè cái đùi. Đùi của phao câu. Đó đùi này phao câu đưa mẹ. Sao được? Cái nào cũng được. Rồi nó ăn luôn đi. Phao câu quá trời nha. Mẹ đây nè. Nó cánh mẹ đó. Còn nước không mẹ? Ngon quá. Nước ngon à. Ngon quá. Đây. Đây cũng ngon. Chị cho chén này. Ồ, bí rồi. Ngon nhất. Rồi, mưa. Dẻo không? Ừ, bí dẻo ngon quá. Mà mẹ làm nhẹ bẻ cho bí bẻ sạc bí là nghỉ ăn bà đó. Dễ dầu. Làm mạnh tay quá hả? Thấy mẹ làm sao mẹ quá. Mẹ giỏi nó không lên nè. Rồi, có chim chi đây. Dễ dầu dữ. Lấy đũa gắp. Rồi. Đó. Mẹ mở từ từ thôi. Ừ. Mở cửa hang từ từ thôi. Bắt được cặp con. Cặp chốt con mà nãy giờ chưa mở được cái gì. Cái bí nãy tôi cái này là, cái này là chốt là đúng rồi đó. Đúng rồi chốt rồi đó. Đó. Có cần cẩu này nữa. Gì còn gì chốt đâu. Nè, gì chốt đâu. Đây chốt đi. Chốt đi. Tháng sau ăn. Ừ. Nước nó ngon lắm mà, nước cả. Nước ngọt lắm á. Ừ. Nãy chốt hấp kìa chưa? Chưa. Ngon không chứ này ngon hả? Ừ. Ngọt tuyệt vời luôn. Ngọt nghe. Ngọt nó béo nữa. Bí dẻo quá không?
Ăn này đâu cần ăn cơm. Ăn này bổ ốc. Bí có linh bột à. Ăn ra ăn trái bí đó nè. Không hết. Nè này của mẹ nè. Ngon không? Ngon. Ừ. Làm như nó chờ sẵn, thấy nhìn nó chờ sẵn. Chi ngon không? Sao sáng cứ nhổ răng không nhổ? Hai đứa. Sao mượn đi, mượn cho. Tại sao không nhổ răng? Nhổ răng. Sao không nhổ? Chờ cậu hai. Chờ bên kia. Chờ cậu hai đi chở đi nhổ. Chở vô tới nhà chỗ rồi. Vô cái đó rồi cái hả miệng ra, người ta đút cái đồ gì đó, cái ống chích vô, miếng miệng lại. Đấy rồi theo. Chỗ dưới đít cái là hả không cần. Chồng vô. Chồng chỗ Hoàng Mỹ hả? Không. Úc Trung á. Đó đâu, ở trong dưới chỗ cho cá lại đó. Dưới mấy thăm á, gặp mấy thăm á. Ngã nó ngộ ha. Xương nó không đen mà cái lông nó trắng. Ừ. Ừ, nãy giờ quên ăn cái này nè. Nấm mượt. Nắm. Đâu mà lượng đựng trái bí bự dữ nè. Rồi nguyên một đống luôn. Nhiều lắm hả? Trời bí ngon nó chắc. Đang rộng dần. Hang động đang rộng dần. Cái chừng bể bài vậy, múc nước rồi bể bài nha. Múc nước vô. Tát nước, tát nước rồi để bể bài là cá chạy đó. Nước ngon lắm. Thử rồi. Bổ không á. Hình như trái bí này chưa được chín lắm nè. Ở trong chín ở dưới đít, dưới đít. Ừ. Dưới biết làm sao không? Cái gì á? Ủa sen nó thấy nhiều quá móc chưa tăng ra. Nó chìm dưới à. Nó cho hai múc rồi. Sao? Chỉ gì? Đây. Sơn sao? Dạ ăn cánh đi ha. Ăn cánh hai đùi, ăn đùi đi. Nó lâu chín đó. Ở trên nó hơi nhiều lắm. Nó mau chín. Cái nào nó ăn được quá nha ngon. Trong lúc mọi người đang ăn lưa thủ thủy ở rửa. Đóng rửa làm cà na. Ủa tới là rửa hả? Làm cà na mà. Rồi nổi trái bí. Còn nổi trái mày biết làm gì không? Gì? Lấy cái giò heo ra. Nấu nữa. Hầm cái nữa. Ăn cái gì ạ? Ăn cái gì? Nước ăn. Nó nắm. À, rồi ăn nấm. Giờ phải luộc nữa. Cái này là phải luộc qua nữa. Đợt trước em làm cho mẹ là em làm kiểu bóp đường không à chị? Ai cho làm sao? Em bóp với đường với muối á. Nhưng mà ngâm nước đường đường hả? Không. Đợt hôm em làm cho mẹ trở mà mẹ cũng kêu cũng ngon nhưng mà nó cũng có mấy cái hơi chát. Tại em dắt không sạch đi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhóm hổm mình đi làm gì? Dạ. Cái này ngon hơn. À, nấu nước đường muối. Rồi giờ là mình ngâm. Cái hút nước vô nữa là gì? Mình ăn liền luôn được phải không chị? Được. Nấu vậy là ăn liền rồi nữa. Giờ mình chia ra keo để tủ lạnh cả nhà. Ăn từ từ. Dạ,
làm bánh bột rồi ăn đến lọt không á? Bỏ chát hả thầy? Cái gì? Tàu hủ bỏ rồi, không được, không thành công cả nhà ơi. Bỏ tàu hủ á, tàu hủ coi. Trời ơi, có muỗng thấy Thương nè. Còn cái món này của chị Hương ăn được nè. Cái món của mẹ. Có mẹ ơi, nhờ nhà của con. Được. Chị Hương là bánh ơi. Dạ con mà của con. Mẹ có con bánh luôn con. Dạ con bánh luôn. Vậy mời cả nhà ăn đỡ bánh lọt không thôi cả nhà. Không, mời cả nhà bánh lọt. Không có tàu hủ thì có lọt đi. Ừ, ăn bánh lọt cả nhà ơi. Vui quá, ngồi dầm nè. Bánh lọt với đường. Thêm rơm trời ngon. Dạ dạ. Thơm. Mời cả nhà ăn bánh lọt với đường. Không ăn cà nè. Vậy hồi nãy phải nạo một trái dừa dắt nó cốt lứa lên cái nữa đã còn dữ nữa. Vậy ngon rồi. Nhiều quá mập. Mập béo mà mập. Không. Xuống. Xuống. Vậy mà nãy trả lời vậy ngon. Ờ vậy mà hỏi gì vậy? Đây. Quên. Còn con chi ngon không? À, chưa hỏi là con là rồi xong rồi. Xong rồi. Nó chơi chứ cái này là đúng là có miếng nước cốt nữa nó mới ngon. Miếng nước đá. Không có tàu hủ. Tính quen miệng. Nước quen miệng. Nhớ chật lại, ủa sao mình nói vậy ha? À? Ờ. Hỏi đâu mà có hai hỏi, giờ có hai hỏi lại. Ngon là... Ngon không? Xuống. 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 Mắt người nó cháy xuống. Xuống, xuống rồi. Ăn đi. Có đá, một đá rồi. Phải nóng khoai ngọt. Không có sữa. Nó uống sữa. Thôi vậy là tàu hủ rồi đó. Không có tàu hủ không em? Tàu hủ còn hai làm hư hết trơn rồi. Đổ một cá hết rồi hả? Không có sữa, làm nước cốt á. Ừ. Nước cốt á. Đây con mua cái nó ăn. Dạ. Rồi đúng rồi phải rồi. Không biết kiểu đó. Bởi vậy chứ cái này người ta ngon chết mà nó ngon. Xuống. Xuống. Nói gì vậy? Ăn bánh tráng hư gì vậy? Nhưng mày hỏi. Hỏi anh đây. Cái đó mẹ làm á. Ăn nữa ai này ngon. Mấy là mấy đứa nít Thảo mà, Thảo này mà. Ủa mà ngộ quá ha. Ăn này kêu ăn này sao không biết sao ngon à. Đặc nhất à. Đúng rồi, ăn này ngon rồi. Ừ. Ngon không? Ngon không? Ăn này ngon rồi. Rồi xong rồi. Chứ gì nữa? Ăn này không tự nhiên à. Phải nãy ăn này đi. Ăn sao không? Trời ơi nó chằn. Nhăn mặt luôn rồi. Không xong rồi mặc được mấy đứa, món này không xong rồi. Vụ mấy đứa nách này nó nhăn hết mình thôi khỏi ăn. Ăn ngọt ngay vô. Ăn đồ ngọt vô ăn cái này chua dữ vậy. Chứ gì nữa. Nãy ăn trước rồi nó đâu chua. Nắng tính nó nhèo gần mắt. Tao biết rồi rồi. Trời. Nó nói là tôi bảo là ăn tôi không ăn. Còn gì chua dữ à, nãy đâu chua không gan được nheo mắt nha, nhiều cũng nheo à đâu thử rồi có gì không, không có mùi vị gì kỳ vậy sao lại ăn ngọt vô ăn chua vô kỳ vậy, ngọt mà nó cân bằng được đâu không được phải tăng hết vô vậy á. Chua ăn thử cái uống nước đây á. Con nước cho miệng mà hết đi. Cho bạn. Ăn muối ra xong rồi cái. Ủa mẹ có chừng mặn mẹ. Con gà lên máu hả? Chấm cho em một cây vậy. Rồi đi ăn được á. Chưa chấm muối mà. Ăn muối vô nó phải ngon. Cái này mà nó chưa dẻ nè, cái này nó đang mát cái dẻ rồi. Nó ngon. Ừ. Hồi nãy lúc đầu ăn ngon. Ừ, nó ngon. Giờ ăn ngọt rồi. Chấm muối ớt lăn vô ngon. Lăn vô. Lăn tròn vo lại. Cái gì? Sao? Ờ đó, gạt đầu hết chưa? Trời ơi. Thấm lắm. Tại do mình đang ăn không hạp. Cái là đó, nó mất ngon. Nó dùng mạnh kìa.
Có ớt, có muối nãy vô nó ngon, bây giờ nó ăn không rồi, để tan muối rồi đó, ngon. Lăn luôn á. Cho mẹ ăn kìa. Ngon không? Ông lắc thường tính nhất. Xuống ngon không? Xuống ngon xuống. Lắc thường lên xuống. Hả? Xấu là gì? Không hiểu, nó nói là xấu, ngon là đẹp đó. Xuống, xuống nè. Nó xuống, nãy gõ vàng đó. Xấu. Ngon không Tính? Tính à? Ngon không? Ngon không? Xấu. Xuống. 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 Sao nói lại ngoại coi nghe coi, ngon không? Xuống là xấu. Hả? Xuống. Đó xấu. Nó nói phải không? Con nói xuống hay là xấu? Xuống. Nó lớn hả? Nó lại lớn hả? Đó xuống xấu. Không? Nó nói xấu đó. Trời ơi, nó xuống rõ ràng. Nó nói xấu rồi, đừng cãi con. Con ăn hết rồi, con nói lại đàng hoàng. Ngon không? Chi? Nói gì? Ngon không? Mày nói gì? Ngon không? À, ngon rồi hả? Hả? Xuống. Xuống. Nó lại ngay, nó xuống. Đó. Đó. Xấu quá, xấu quá. Hình như đó cái miệng nó xấu quá. Bỏ rồi. Xấu. Xấu quá. Cái gì? Đó, bỏ, bỏ, bỏ. Vậy lại vậy. Bỏ. Mẹ hồi nãy mẹ nói con đi ăn xúc lúa cho dịch ăn giùm bà ngoại. Vậy xúc lúa, xúc lúa ra bà ngoại có cái xô bự. Vậy hả? Là cái phi cao em. Đừng dở. Một cái hả? Ít hả? Quá vậy. Là đi ra trang bằng bằng đó. À, vậy đó chứ. Chạy bước vô cho nó được. Dở lại xuống. Nó đi theo ngoại mẹ ngoài đó. Hỏi cho dịch ăn. Cho dịch ăn. Vậy. Giờ cho chó ăn nè. Bà ngoại cười. Tới chưa? Kỷ luật đàng hoàng chứ đâu phải thức khơi mà được. Giống như trong quân đội vậy đó ha. Quân đội vậy đó. Rồi, cũng trễ rồi. Giờ là mẹ con chị Hương cũng chuẩn bị về cả nhà ơi. À, con xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay. Con xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ạ. Tạm biệt cả nhà. Ba giờ trời. Ba giờ sang trường. Thôi, về học rồi. Dạ. Về, làm thủ tục về. Rồi, cậu hai lắm. Thưa bà ngoại về đứng dậy đàng hoàng. Đứng dậy. Dậy. Thưa bà ngoại. Nè, thưa bà ngoại con về. Ừ. Thưa cậu hai. Thưa trước không được, thưa sau. Thưa lại. Cậu ơi. Thưa lại về. Sợ ai, ai thưa người đó chứ. Ừ. Về. Ừ. Ăn cơm không không đó. Nay em quay Tiger tràn màn hình rồi anh ơi. Chưa màn hình này. Không dám cho anh ăn cơm nhiều quá đó. Chứ nhiều cho ăn thêm nữa. Mình cho ăn vừa vừa vậy là con này hấp thu tốt quá anh. Ừ. Cái mũi. Ăn cơm không không đó. Cái gì? Không. Cái gì?